chào tất cả quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Bố là tất cả. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng ba lô vali túi sách cao cấp Sacos đồng hành với chương trình này. Anh đang đi show anh vậy hả kiểu? Trời ơi, anh lực đàn ông mà anh thụi em quá vậy. Nhớ tới một cô bé trong lớp hồi đó, lớp 6 y như em, hai cục như vậy ngồi ở bàn trên. Ủa vậy anh hả? Anh nói anh lấy cục phấn anh chọi bóng một cái. Trời ơi anh con trai mà anh thích người ta tại sao anh lại chọi phấn như vậy? Lớp 6 thôi, lớp 6 là chỉ có chọi phấn và bắn dây thun thôi. Sau đó bạn đó mét cô giáo là anh bị phạt đứng ở trên bảng, mà hồi đó bạn đó học rất là giỏi luôn. Xinh đẹp giống như em luôn. Trời ơi. Đúng thì thường những người mà có hay như vậy là thông minh. Đúng rồi, mà có là bạn của anh thôi, đó là bạn ngày xưa. Còn em thì anh không có biết là có học giỏi hay không. Em xem học giỏi không? Em giỏi mà. Thiệt không? Ủa anh em học giỏi, em đậu tốt nghiệp đại học này nọ, em là kiểu chính quy luôn á. Đứng nhất lớp không? Nhất lớp thì không, em nhất lớp là cấp 1 thôi. Lên cấp 2 hết rồi. Cấp 2 là như là cũng khá giỏi đó, nên cấp 3 là đủ điểm lên lớp, vừa đủ điểm. Lại là em, nhưng mà em học chính quy mà. Nhưng mà ngày càng trẻ và càng tin, vì sao vậy? Tại vì anh có thấy không là từ lúc mà hai anh em mình làm chương trình Bố Là Tất Cả này á, thì các bé tới đây, các bé rất là dễ thương, có những bé rất là tinh nghịch, rồi có những bé rất là mong manh, dễ vỡ, đáng yêu. Thì những cái điều đó nó như truyền cho em với lại anh Phúc là một cái năng lượng đó, trẻ trung năng động. Cho nên là hôm nay hai anh em là màu hồng rất là đáng yêu, mà màu hồng cũng là một trong những cái màu mà các bé rất là thích. Đó, cho nên là các bé ơi, các bé cứ đến chương trình với Bố Là Tất Cả đi, hãy gặp bé Lan với bé Phúc, các bé sẽ thấy vui hơn rất là nhiều nghe. Và bây giờ không để quý vị khán giả chờ lâu hơn nữa, xin mời cặp bố con đầu tiên, đó chính là bố Phụng Hoàng và bé Hoàng Huy. Xin mời. Wow, bạch mã hoàng tử đâu đây? Vua cha dẫn hoàng tử đi đâu vậy ạ? Rồi bây giờ lời đầu tiên thì bố Phụng Hoàng hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả đi ạ. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Lê Phụng Hoàng. Mình là bố của bé Hoàng Huy. Mình bên lĩnh vực làm đẹp. Làm đẹp. Dạ anh ơi, em muốn làm đẹp hơn nữa thì anh có thể giúp em được không ạ? Ai cũng xin hết đó, ai tới đây cũng xin. Bây giờ Hoàng Huy ơi. Dạ. Rất là dễ thương mà bụ bẩm mà da trắng bút à. Anh hiểu cái kiểu mà mặt bún ra sữa không? Rất là đẹp trai, dễ thương. Hôm nay mặc bộ đồ rất là đẹp. Bây giờ con hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả nha. Dạ, con xin chào cô chú và quý vị khán giả. Con tên là Lê Hoàng Huy, năm nay con 8 tuổi. 8 tuổi. Dạ. Hôm nay cô Lan thấy con mặc một cái bộ đồ rất đẹp. Và đây có thể gọi là một cái áo ông vest hả? Vest không anh? Vest bắt bắt hoa ha. Thì cô Lan thấy bộ đồ này rất là thời trang luôn. Không biết bộ đồ này thì là bố hay là mẹ chuẩn bị cho con? Dạ mẹ. Huy ơi, hôm nay con đến với chương trình, không biết là đầu tiên á, con cảm thấy như thế nào? Dạ rất là vui và hào hứng. Hào hứng hả? Dạ. Con đã coi qua chương trình này chưa? Mình coi chưa nè? Dạ rồi. Coi rồi. Con thích chú Phúc và thích cô Lan nè. Cô Lan. Cô Lan. Đó, hãy quê. Chào chương trình ạ. Hôm nay mấy lạnh hơi lạnh quá. Dạ. Xin cảm ơn hai bố con rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp bố con thứ hai. Đó chính là bố Đức Phúc và bé Thục An. Xin mời. Bạch mã hoàng tử thì phải có công chúa đúng không? Thục An ơi. Dạ. Hôm nay cô Lan cũng thấy con mặc một cái đầm trắng rất là xinh, rất dễ thương luôn. Bây giờ Thục An hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả nha. Dạ, con xin chào các quý vị khán giả và cô chú MC. Con tên là Nguyễn Xuân Thục An, năm nay con 8 tuổi. 8 tuổi luôn là cũng là bằng với lại bé Huy luôn. Bây giờ xin mời bố Phúc hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả đi ạ. Xin chào quý khán giả tham gia chương trình Bố Là Tất Cả. Mình là Nguyễn Đức Phúc, 42 tuổi. Rất vui hôm nay được tham gia chương trình Bố Là Tất Cả. Mình đang tham gia công tác quản lý tại một công ty cổ phần. Dạ. Anh Phúc ơi, con trai em cũng 12 tuổi đó. Em bắt tay với anh các em. Không, anh có con trai thì bé An 18 tuổi. Dạ, con cũng có anh trai nữa. Rồi luôn, hay quá. Hay lắm con gái ơi. Dạ, coi như em chưa nói gì vậy. Dạ, Thục An ơi. Dạ. Ở nhà có anh trai đúng không? Dạ. Vậy là bây giờ khi mà mình đang xuất hiện ở đây là ở nhà sẽ có mẹ và anh trai sẽ đang coi mình đó. Dạ. Con có cái lời gì muốn gửi tới mẹ với anh trai không nè? Ngày hôm nay em sẽ cố gắng chơi hết mình. Dễ thương. Hai bé hình như là hôm nay có một cái tiết mục đặc biệt tại Bố Là Tất Cả với hàng triệu khán giả đang xem TV.
nếu như vậy thì khoai sẵn đây hỏi luôn là Huy ơi, ở nhà là con một hay là mình có em rồi nè? Dạ con có một mình. À có một mình. Rồi vậy thì ngày hôm nay là Huy sẽ gửi đến cho mẹ đúng không nào quý khán giả, và bé Thục An cũng sẽ gửi cho anh hai của mình và mẹ đang xem ở nhà. Nhưng mà là hai tụi con biểu diễn riêng hay là cùng chung với nhau luôn? Dạ cùng chung. À cùng chung với nhau luôn. Rồi vậy thì bây giờ xin mời anh Phúc giới thiệu ạ. Thưa quý vị, thưa bà con chòm sống của bác hai bên họ hàng thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục đặc biệt từ hai nhà của hai bố, đó là bố Hoàng và bố Phúc. Hai phần biểu diễn của hai nghệ sĩ trẻ đó là bé Huy và bé An. Xin mời! Xin cảm ơn hai đứa con đã có một tiết mục phải nói rất đáng yêu, rất nhẹ nhàng đã gửi tới cho chương trình Vốn Là Tất Cả. Và bây giờ không biết là hai bố và hai bé đã sẵn sàng đến với vòng 1 của chương trình chưa ạ? Dạ rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng 1 được mang tên Tình Yêu Của Bố. Chúng ta đã cùng đến với vòng 1 được mang tên Tình Yêu Của Bố. Và ở vòng này thì em xin phép sẽ được hỏi hai bố một tí xíu về cuộc sống xung quanh gia đình của mình. Thì không biết là đối với bố Hoàng thì ở nhà bố với lại mẹ thì ai sẽ là người nghiêm khắc với lại bé Huy nhiều hơn? Ở nhà thì mẹ sẽ nghiêm khắc với mẹ bé Huy. Mẹ sẽ nghiêm khắc hơn. À, và nếu như mà mẹ nghiêm khắc như vậy thì Huy ơi, con sẽ thích ở gần bố nhiều hơn hay là mẹ nhiều hơn? Dạ mẹ với bố luôn. Mẹ với bố luôn. Nhưng mà hồi nãy bố có chia sẻ là mẹ nghiêm khắc nhiều đó. Vậy thì bố với lại mẹ con sợ ai hơn? Dạ con sợ mẹ nhiều hơn. Sợ mẹ nhiều hơn. Nhưng mà tại sao mẹ lại hay nghiêm khắc với con? Dạ tại vì con hay bị nhoi. Hồi đó là con chơi á, mà con chơi con không để ý á, cái con bị trẹo chân một lần. À là chân trái hay chân phải? Dạ chân trái. À rồi sao nữa? Dạ sau đó thì mẹ rất là buồn vì con. Nên ngày nay mẹ hay nghiêm túc với con lắm. À có nghĩa là mẹ muốn con là chú ý, giống như mình chơi hay làm cái gì mình cũng phải kỹ và cẩn thận hơn đúng không? Dạ. Vậy thì ở nhà đó bố với mẹ ai sẽ là người thường nấu ăn cho con? Dạ mẹ. Mẹ nấu ăn. Bố dạ. Có bao giờ nấu ăn không? Dạ có 2 lần. À cụ thể là món nào nè? 2 lần. Ủa là từ đó tới giờ là mới được 2 lần thôi đó hả? Dạ. Cụ thể con nhớ 2 cái món mà bố nấu không? Dạ con nhớ. Ừ. Đó món... chính là món bò kho. Bò kho, wow. Và món trứng ướp la. Trứng ướp la. Hả? Anh Hoàng vậy là quá giỏi, tại biết hai nấu 2 cái món mà món khó nữa. Bò kho và trứng ướp la. Trứng ướp la thì cái đó là cũng là dễ, nhưng mà bò kho em nghĩ là không. Mà. Anh nói bị khác, còn bò kho anh chưa biết nấu. Em nghĩ bò kho là sẽ cái món hơi khó. Hơi khó đó mà bố nấu được là giỏi nha bố Hoàng. Mà nấu có 2 lần hả bố? Trong suốt 8 năm ở với bé, bố chỉ nấu 2 lần thôi. Bố bận đi làm á, cho bố bận đi làm không ạ? Tại vì công việc á thì cũng thoải mái, nhưng mà tại vì nấu như ấn tượng cho bé nên bé sẽ nhớ. À ấn tượng với bé nên bé nhớ. Rồi không biết bố Phúc thì như thế nào, ở nhà bố với lại mẹ ai sẽ gần bé An nhiều hơn ạ? Ở nhà mẹ thì gần bé nhiều hơn. À tại vì mình làm ở công ty đúng không ạ? À nhưng mà mình làm là tầm giờ hành chính hay là như thế nào, có khi nào mà phải ở công ty tới đêm không ạ? Do công việc quản lý thì nói chung cũng đi công tác nhiều. À, ngoài giờ hành chính thì cũng có những cái việc ngoài giờ. À vậy tính ra là cái thời gian mà anh dành cho bé An nó không được nhiều đúng không? Không được nhiều. An ơi, vậy thì cô Lan hồi nãy mới vừa nghe bố Phúc nói là bố cũng đi công tác khá là nhiều. Vậy thì ở nhà có nghĩa là con sẽ gần mẹ nhiều hơn đúng không? Dạ. Vậy có khi nào mà con cảm thấy là con muốn bố sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn không? Dạ không, tại bố bận công việc nên con không có đòi hỏi nhiều. Bố bận công việc nên con không, có nghĩa là bé rất là hiểu bố đó. Vậy thì có bao giờ khi mà bố đi công tác lâu ngày đi, cụ thể có bao giờ anh đi công tác mà nó quá lâu không anh? Cũng có. Lâu là khoảng bao nhiêu ngày ạ? Khoảng có khi cả tuần. Cả tuần. Thì lúc đó bé An con có nhớ bố không? Dạ có. Mỗi
Tối trước khi đi ngủ là con thường kêu mẹ gọi điện thoại cho ba, chúc ba ngủ ngon. À, gọi điện thoại để chúc ngủ ngon. Vậy thì khi bố đi công tác như vậy thì cái thời gian mà bố rảnh rỗi á, bố sẽ làm gì cho con? Dạ, mấy hôm thứ bảy chủ nhật, mấy hôm đó bố rảnh là bố nấu bánh xèo con ăn. À, bên nhà này dữ luôn, bên đây một hôm đây bánh xèo. Bánh xèo luôn là nấu. Bánh xèo là bố giống. Nấu. Vậy thì là bố với mẹ nấu ăn, con thấy ai nấu ngon hơn? Dạ, con thích ăn bánh xèo của bố. Con thích ăn trứng cuộn của mẹ. À, bánh xèo của bố, trứng cuộn của mẹ. Chia ra rất rõ ràng. Không, em thấy một cái hay là mấy anh ít có thời gian ở nhà với các bé, nhưng mà anh lại nấu và nấu ngon luôn á. Dạ. Các bé rất ấn tượng và cái đó là cái điểm cộng cho các ông bố. Nếu như chúng ta không có thời gian nhiều với các bé thì chúng ta ở ít nhưng mà nấu chất lượng. Huy ơi, vậy thì thời gian mà nếu như bố rảnh á, bố sẽ thường làm gì cho con? Dạ, bố sẽ chơi với con. Bố chơi với con, cụ thể là chơi gì nè? Dạ, cụ thể là chơi xem tivi với con. À, xem tivi. Vậy thì trong cái công việc con học tập đó, vậy thì bố với mẹ ai sẽ là người mà chỉ cho con học nhiều hơn? Dạ, mẹ nhiều hơn. Mẹ nhiều hơn. Có bao giờ con bố chỉ con học chưa? Dạ, có rồi. À, có rồi. À, nhưng mà thích học với ai hơn? Dạ, thích học với bố hơn. Tại sao vậy? Tại vì bố chỉ con thấy bố điềm tĩnh hơn. Còn mẹ thì sao? Mẹ chỉ mẹ hơi vội vàng một chút. À, mẹ hơi vội vàng là con nghe không kịp. Rồi An, con thì sao? Để con học hành thì là bố hay mẹ sẽ là dành thời gian chỉ bài cho con nhiều? Dạ, con tự học. Tự học cái luôn. Bài nào khó thì con biết con không làm ra được thì con mới hỏi ba hỏi mẹ. Ồ, vậy thì có khi nào bố hoặc là mẹ sẽ nghiêm khắc với con không? Dạ có. Ồ, lúc đó là mình làm gì sai mà lại bị nghiêm khắc nè? Dạ nhoi. Dạ nhoi. Nhoi, ủa ờ, nhoi bên đây nhoi, bên đây nhoi. Vậy thì những lúc như vậy đó là cả bố và mẹ đều nghiêm khắc với con hay là chỉ là một trong hai người thôi? Dạ, cả bố và mẹ. Ở bố và mẹ đều nghiêm khắc với con. Anh thấy có một cái hay như vậy nè, ở nhà là thường các mẹ sẽ gần với các bé hơn. Cho nên cái việc mà dạy hoặc cái gì mà nghiêm túc á, là các bố hay để cho các mẹ. Tại vì là các mẹ hiểu tính các con, còn nhiều khi bố không hiểu. Giống như em không hiểu, em hay đi về em hay la, hay mắng các bé. Thì các bé đó tại sao bố bị dữ quá, nhưng cái điều đó bố không hiểu. Còn nhiều khi mẹ nói các bé nghe, tại vì mẹ hiểu được các bé một cái quá trình các bé ở nhà. Cho nên cái đó cũng hay mà em sẽ rút kinh nghiệm như các bố khác cũng vậy. Nếu như chúng ta không có thời gian nhiều với các bé thì nên để cái việc lại cho mẹ. Nhiều khi mẹ sẽ là người cứng rắn, còn các bố sẽ là người mềm mỏng nhẹ nhàng hơn thì sẽ hợp lý hơn. Nếu vậy thì thường ở nhà bây giờ hỏi bé Huy trước nè. Bố với mẹ là như cô Lan biết là con lại sẽ học với bố nhiều hơn đúng không? Dạ. Vậy thì khi mà con có bất kỳ một cái chuyện gì giống như mình muốn tâm sự hay là mình đi học ở trường á, con về thì con sẽ thường chia sẻ với bố hay với mẹ? Dạ, với cả hai người luôn. Với cả hai người luôn. Có bao giờ đi học mà bị mâu thuẫn với bạn chưa? Dạ có rồi. Vậy thì những lúc đó con sẽ tìm đến ai? Dạ, con sẽ tìm với bố. À, con có nhớ một cái kỷ niệm nào mâu thuẫn với bạn mà con kể với bố không? Dạ có. Cụ thể là như thế nào? Dạ, cụ thể là một lần con đang đi chơi á, cái rồi có một bạn á, bạn xô con. Cái con bị té. Sau đó thì con tức lắm, con muốn đánh bạn lắm. Nhưng rồi cuối cùng mình có quyết định là mình sử dụng nắm đấm không? Dạ không. Vậy là hay đó. Vậy có là bố dạy con mình đi học đúng không? Là mình tới nơi là để mình học, chứ không phải là mình tới đó để mà mình có thể là mâu thuẫn hay xô xát với bạn bè. Sau khi về con nói với bố thì bố đã giải quyết như thế nào? Dạ, bố đã giải quyết là bố nói với phụ huynh bạn đó. À, hay quá. Vậy thì tính ra em thấy là bé rất là có sự trưởng thành đó, điềm đạm mình xử lý là môi trường học đường. Bạn có thể là làm sai với mình nhưng mà không phải là mình sẽ làm lại cái sai đó với bạn. Và cách giải quyết là mình cứ để cho người lớn giải quyết. Đó là một cái hay, cô Lan có lời khen với con đó. Rất là giỏi luôn. Rồi Thục An, mình con gái thì chắc là đỡ bị xô xát hơn đúng không nè? Nhưng mà có bao giờ là đi học ở trường mình có cãi lộn với bạn bè này nọ không? Dạ không. Tại sao vậy? Dạ, tại vì tụi con thường chơi theo nhóm, con trai chơi riêng, gái chơi riêng. À, vậy là con gái là toàn mấy bạn hiền hiền giống như An vậy hả? Dạ. Ở nhà đã có là có anh trai rồi đúng không ạ? Vậy thì anh có cái kỷ niệm cảm xúc như thế nào khi mà lần đầu tiên bé được sinh ra? Nói chung là cái thời khắc mà đón con gái là khoảng 6 giờ chiều. Nói chung là khi mà gặp con là nó rất là hạnh phúc.
Dạ, nhưng mà có nghĩa là trước đó mình đã có kinh nghiệm với lại bé đầu rồi đúng không ạ? Bé đầu thì cái cảm giác là lại khác. À, cảm giác khác. Con trai lúc đó thì là một cái sự mình chờ đợi là đứa con đầu tiên á. Thì cái lúc thời gian mà anh hai khi mẹ sinh ra là phải mấy tiếng đồng hồ sau là mới gặp được con. Nên là chờ rất lâu. Còn như con gái thì sinh ra thì vào thăm được liền. Và lúc vào thăm thì bé trên tay thì rất là hạnh phúc. Không biết bố Hoàng sẽ như thế nào, có nghĩa là đây là bé đầu tiên, lúc đó thì cảm xúc của bố như thế nào ạ? Nói chung là lúc mà nghe là mẹ sanh là lúc đó mừng. Mừng không biết diễn tả như thế nào, là lúc đó đứng ở ngoài trước cửa bệnh viện đó là cái đứng đó mà phải nhìn vô thôi chứ không. Nói chung là mừng. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì trong khoảng thời gian mà chị Nhà mang bầu bé thì là bố đã đỡ đần chị Nhà như thế nào ạ? Thì nói chung á, từ lúc mà có bầu và tới lúc mà sanh đó thì tất cả những cái việc gì đó là toàn là bố làm hết, còn không cho mẹ làm việc gì hết. Bố Phúc thì như thế nào hả? Bố Phúc thì em nghĩ chắc là khó tại vì bố đi làm đúng không ạ? Giai đoạn mà mẹ sinh anh hai thì cũng là bên mới khởi nghiệp công ty, nên nói chung là cũng rất là tập trung công việc nhiều, nên là mọi việc thì cũng do mẹ là tự chăm sóc. Một tay chị quán xuyến hết luôn. Chăm sóc bản thân rồi, chăm sóc sức khỏe cho để mà lo chăm lo, nên là cũng rất ghi nhận cảm ơn tình cảm của vợ với là cái sự mà nỗ lực của vợ. Là hôm nay lên sóng mới có dịp để mà mình gửi cái lời cảm ơn ấy chị Nhà. Bày tỏ tình cảm. Dạ, em nghĩ là nếu mà chị Nhà còn ở nhà thì em nghĩ là mẹ của bé An cũng sẽ rất là xúc động đó ạ. Thực ra Lan biết không, khi mà anh giống như các bố khi mà thấy vợ mà chuẩn bị sinh em bé là lo cho mẹ trước. Vì là cái người mẹ 9 tháng 10 ngày họ quá cực khổ để mà mang bầu rồi. Nhưng mà bây giờ không biết lúc sinh thì có vấn đề gì không, sau đó mới nhớ tới là có các bé nữa. Tại vì thực ra là mẹ là an toàn thì lúc đó bé sẽ an toàn, kiểu như vậy. Dạ, nói chung là nãy giờ là quá tình cảm, quá xúc động rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phòng 2. Không biết là hai gia đình mình đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi. Thưa quý vị, và trước khi đến với phòng 2 tâm ý tương thông, chúng ta sẽ cùng nghỉ giây lao trong ít phút quý vị nhé. Bao gồm câu hỏi chữ và câu hỏi hình. Nếu như mà hai bố con cùng trả lời đồng cái đáp án với nhau, đúng ý nhau, hợp ý nhau và đúng về cái độ chính xác thì hai bố con sẽ được một điểm. Và nếu như hai bố con trả lời không trùng khớp ý với nhau thì chúng ta không được điểm nào hết. Chúng ta có 5 câu để trả lời đúng ý 5 câu thì được 5 điểm. Huy ơi, con nghĩ là con sẽ được bao nhiêu điểm ở vòng thi này? Dạ, con nghĩ là con sẽ được 50 điểm. 50 điểm. Ủa, tổng 5 câu được có 5 điểm à? Trong từ 1 tới 5 được bao nhiêu điểm? Dạ, từ 1 tới 5 được 5 điểm. 5 điểm luôn là chính xác luôn. Khi mà bé Huy nói như vậy thì bố Hoàng nghĩ như thế nào ạ? Bố Hoàng nghĩ là chắc tầm khoảng cỡ là 4 hoặc 3 điểm thôi. Vì sao anh phải tự tin chứ? Tại sao con nó chọn 5? Em thấy bé rất là tự tin ạ. Bố hồi hộp quá phải không ạ? Thường mà em thấy bố và khiêm tốn vậy hồi vô lời đúng hết á. Thì bây giờ mình kiểm tra liền. kiểm tra liền. Dạ. Rồi anh là anh phải chăm sóc bố nha, tại vì bố hôm nay lần đầu tiên đến là bố hơi run đấy. Hơi run, bố có run không ạ? Dạ. Hồi hộp. Bố cứ thoải mái nha, thoải mái để mà mình có thể mình nhớ được những cái sở thích của con. Và Huy, không phải chỉ có bố đâu nha, cả con cũng vậy, con cũng phải ráng nhớ những cái sở thích của bố đó nha. Hai bố con về cái tinh thần này, 1, 2, 3. Yeah. Rồi bây giờ Huy ơi, con thích câu hỏi chữ trước hay là hình trước nè? Dạ con thích câu hỏi hình trước. Hình trước. Rồi mời chú Phúc ạ. Câu hỏi hình thì bố Hoàng và bé Huy sẽ chú ý. Khi bố Hoàng coi xong hình, bố Hoàng sẽ vẽ lại và bên đó dơ các bạn lên là bên đó Huy sẽ đoán là hình cái đó đáp án gì. Và bố Hoàng không được nói câu nào, chỉ vẽ thôi nha. Bố Hoàng sẵn sàng chưa nào? Ok, sẵn sàng. Câu hình đầu tiên dành cho bố Hoàng và bé Huy có nội dung như sau. Đây là con gì? Con gì? Con này là ở trên bờ hay dưới nước ạ? Con này thì nằm ở trên bờ ạ. Ở trên bờ. Chúng ta rất thể quen thuộc với chúng ta, đặc biệt là với những người nông dân. Nông dân. Anh ráng vẽ đẹp đẹp nha anh. Ôi, Lan, bố Hoàng vẽ đẹp lắm. Đẹp lắm hả? Mới cái phim mới phát họa mấy đầu thôi rồi. Con nghĩ là nếu quen thuộc với những người nông dân thì có thể là con gì nè? Dạ, có thể là con bò hoặc là con trâu. Chấm gì ạ? 3, 2, 1, giơ bảng. Con gì đây?
Đây là con gì? Dạ là con bò. Qua nè, kỹ con lại gì? Nè. Con gì? À là con trâu. Tại sao con trâu? Dạ tại vì nó có hai cái sừng á mà nó to hơn con bò. À vậy tại sao lúc đầu con lại nghĩ nó là con bò? Dạ tại vì lúc đầu á con nhìn nó hơi giống con bò hơn một chút. Ừ, nhưng mà nó có cái khác là vì nó có cái sừng đúng không? Dạ. Rồi bây giờ chốt đáp án bò hay trâu nè. Dạ trâu. Trâu. Và rồi, đáp án cuối cùng của con đó là con? Con trâu. Chính xác, chúc mừng con trâu. Trời ơi nè, em nhìn coi nè. Không, em công nhận đúng không? Anh vẽ liền, cái phát họa liền, anh thấy trời xuất sắc quá. Rồi, bây giờ hình hay chữ nè. Dạ. Là hình tiếp. Là hình tiếp. À, hình như vô cái nghề của bố bởi vậy là bắt bố vẽ không à. Câu hỏi thứ hai, hình dành cho bố Hoàng và bé Huy có nội dung như sau. Đây là nhân vật nào? Wow. Trong truyện tranh cũng như phim hoạt hình. Truyện tranh phim hoạt hình. Con có hay đọc truyện tranh không? Dạ không, nhưng mà con hay coi phim hoạt hình. Phim hoạt hình, mình có thể kể tên một số phim hoạt hình mà con coi, con nhớ không? Dạ, nhưng mà như rất là dễ thương nha. Dạ, phim hoạt hình phép thuật. Doraemon. Doraemon. Rebeves. À. Là con coi hai cái phim hình đó là chính là, nhất rồi. Là chính nhất. Xong rồi, 3, 2, 1, giơ bảng. Dạ, đó là con nhân vật Doraemon. Wow. Đáp án cuối cùng của con đó là? Doraemon. Không thay đổi. Dạ. Thay đổi đi. Dạ không. Chúc mừng con Doraemon. Yeah. Yeah. Chúc mừng cho hai bố con từ nãy giờ hai hình đoán chính xác đã có được. Hai điểm. Rồi bây giờ muốn hình này chữ ra hình này chữ nè. Dạ hình này vẫn là hình. Hay quá, nhưng mà hết hình rồi. Dạ hình chữ. Đúng rồi, con đang đùa con thôi. Bởi vì thật ra là chúng ta chỉ có hai câu hỏi hình thôi. Dạ. Còn lại là câu hỏi chữ. Giờ nghe câu hỏi chữ đầu tiên nha. Nếu như được dẫn đi du lịch thì bé sẽ muốn đi ở đâu ạ? À? Ghi ra, không nói, ghi con ra. Con sẽ ghi ra, không có nói. Không được nói. Rồi, con ghi ra nha. Ủa, ghi rất nhanh rồi đó. Chữ bé rất đẹp ạ. 3 2 Trời ơi, chữ đẹp quá. 1 Giơ bảng. Dạ lên. Du thuyền. Và ở đây là biển. Cũng gần nhau. Du thuyền đi biển. Cũng gần nhau. Rồi bây giờ mình giải thích đi nè. Dạ. Con có kỷ niệm nào không mà tại sao bé lại muốn đi du thuyền à? Bé có một lần đi du thuyền. Như là lần đó là đi quay cho một cái nhãn hàng gì đó. Rồi bé cảm thấy thích. Và được đi trên quay ở trên du quay thuyền. Quay trên du thuyền luôn đúng không? Nếu giả sử đi. Bây giờ là nếu như mà cô Lan hỏi là cái nơi con thích thì con sẽ thích đi biển hay là đi núi hay là đi ở đâu? Con thích đi biển. À thích đi biển hả? Dạ. Vậy thì lần sau mình ráng nhớ kỹ cái câu hỏi nha để mình viết cho chính xác. Nếu nãy con nghĩ là đi biển là con đã trùng khớp ý với bố rồi. Nhưng mà hơi không tiếc sao. Hơi tiếc. Không sao, bây giờ mình vẫn còn hai câu nữa. Câu hỏi tiếp theo. Bé Huy sẽ thích mặc áo tay dài hay là tay ngắn hơn? Ghi vô. Bố đã có đáp án. 3 2 1 Giơ bảng. Giơ bảng. Tay ngắn. Hay quá. Tay ngắn xuất sắc. Khúc này không cần nói nhiều. Hai bố con đã có thêm một điểm nữa, đó chính là 3 điểm. Và câu hỏi cuối cùng nha. Dạ. Món ăn mà bé yêu thích đó là món gì? Ghi ra. Nhớ lên. Rất dễ luôn. Bố nghĩ rất là dễ. Bố ghi liền lập tức. Ôi, anh ở đây là viết theo kiểu là bỏ sạch chữ đẹp á. Anh biết viết mà đó. Có cái đường nét thanh, tông nét đậm rồi đó, kiểu vậy đó. 3, 2, 1, giơ bảng. Wow, hay quá. Sắc. Có nghĩa là chắc là bố phải nấu món này phải rất là đỉnh lắm đó. Cho mình hỏi mình có hương vị gia truyền gì không à? Tại sao là bé lại thích cái món này nhất à? Tại vì tất cả những món ăn mà chăm bé từ lúc nhỏ là bé đặc trưng là bé thích nhất cái món này. Vậy là với một đáp án chính xác nữa thì hai bố con lại có thêm được một điểm. Và từ nãy giờ con biết là mình đã được bao nhiêu điểm không? Dạ biết. Được mấy điểm nè? Dạ được 4 điểm. Wow, giỏi quá. Rồi, hôm nay đến với chương trình thì không biết là con có muốn là bố sẽ không? Khi tham gia chương trình xong á, bố sẽ tặng cho con quà gì không? Dạ có. Vậy xin bố đi. Bố ơi, lúc quay xong chương trình này á thì bố về nhà bố mua cho con một bộ rắp ráp nha bố. Bố đồng ý. Bố đồng ý. Chúc mừng cho bố Hoàng và bé Huy đã hoàn thành rất xuất sắc phần thi tâm ý tương thông và đã đem về cho mình được 4 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bố Phúc và bé An với phần thi tâm ý tương thông. Xin mời.
Thấy rằng là lúc này đây thì bố Phúc với bé An đã sẵn sàng để đến với phần thi của mình. Tới cái phần thi này thì con nghĩ là con với bố sẽ hiểu nhau được bao nhiêu phần trăm? Dạ 100. 100%. 5 câu đúng hết. Nghe dữ không? 100% đó. Giờ mình sẵn sàng để đúng không nè? Dạ. Con thích câu hỏi hình trước hay là chữ trước? Dạ chữ. Chữ trước. Rồi, cô Lan sẽ đọc câu hỏi đầu tiên cho con. Quyển truyện tranh nào mà con thích xem nhất? Viết ra đi ạ. Truyện tranh mà bé thích ạ. 3, 2, 1, dơ bảng. Xuất sắc. À, Doraemon. Vậy là ở đáp án này là đã là chính xác rồi đó. Mình có mấy điểm nè? Dạ, 1 điểm. Thôi bước câu mình dê cái nhau cái đi nè. 1, 2, 3. Yeah. Rồi, vậy thì con muốn con hỏi chữ nữa hay là hình nữa nè? Dạ, hình. Hình, rồi mời chú Phúc ạ. Cảm ơn bé An đã giúp cho chú có việc làm. Bây giờ câu hỏi số 2 dành cho bố Phúc và bé An có nội dung về hình như sau. Đây là con gì? Con gì? Cũng quen thuộc với mọi người lắm. Ủa dễ gì mà anh cười quá vậy? À, cũng gây khắc rất rối cho bé khi bé đoán con này nữa nha. Tại vì ảnh vẽ thì cái đầu nó giống một cái con khác. Cái giống một con khác. Nói chung là bố vẽ không đẹp. Nhưng mà cái nét là cũng phát họa là em thấy cũng được. Nói chung mà nhìn mà sơ sơ thì cũng gần đoán được. Cái mặt cái con này đầy tâm trạng luôn. Đầy cảm xúc luôn. Đừng vẽ rõ ràng quá anh. Nhiều khi nó ra một con khác ạ. Con gái đoán nha. Dạ rồi. 3, 2, 1, dơ bảng. Đây là con gì? Con nói luôn, con nói luôn. Dạ, con bò. Con bò nhìn kỹ hả? Chưa? Con chắc là con bò không? Dạ rồi, tại vì con thấy cái sừng của nó khá là nhỏ. Và đáp án cuối cùng của con đó là con? Dạ, con bò. Chính xác, chúc mừng con. Con bò. Hôm nay khi mà con thấy bố vẽ vậy thì con đánh giá như thế nào về cái việc vẽ hình của bố? Dạ, tại đó giờ bố ít vẽ nên bố vẽ vậy không sao hết. Vậy thì trong mắt con bố giỏi nhất là làm điều gì? Dạ, công việc. Công việc là bố giỏi nhất. Wow. Ở câu hỏi này của là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng cho bố Phúc và bé An đã có thêm được 1 điểm nữa ạ. Vậy là mấy điểm nè? Dạ được 2 điểm. Đúng rồi. Rồi bây giờ con muốn chữ hay hình nè? Dạ chữ. Chữ. Rồi, giữa Đà Lạt và Phú Quốc thì con sẽ thích đến nơi nào hơn? Mời con viết bảng. Mời bố ghi ạ. Đà Lạt là có núi nè, có cảnh đẹp. Phú Quốc là biển nó, có đảo, hải sản. 3. Từ từ gái, người ta nhẹ nhàng, ta viết chữ từ từ. Thương con vì con giống mẹ. Đã đếm đâu, đất bài hát mà. Ủa, bố ghi rồi bố lại xóa à? Bên kia thấy bé cũng ghi gần xong rồi bố ơi. Một màn quay xe nhẹ từ bố. Ủa, bố có vẻ hay quay xe lắm bố hả? Bố biết rồi, bố xóa, bố ghi lại một cái đáp án khác rồi. Bố quay xe vậy rồi. Hả? Đúng rồi. 3, 2, 1. Tân tân. Tân 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 tân. Cho hỏi là tại sao lúc nãy bố ghi Đà Lạt đúng không? Đúng tại rồi. Sao bố lại quyết định đổi ạ? Như thế này, Đà Lạt thì gia đình đi chơi nhiều hơn Phú Quốc. Nhưng mà trong cái dịp đi chơi Phú Quốc rồi thì cháu được tham gia rất nhiều giờ chơi và mình nghĩ là cháu nó ấn tượng, nó rất là nhớ hơn. Anh hãy nghe bé An nói. Hãy nghe bé An nói. Dạ, con thích đi Đà Lạt tại nó có bánh tráng nướng. Có bánh tráng nướng. Và hôm đi Đà Lạt là con đi đầu năm, con đến con khao đao, ba chở con đi. Cả nhà. Là hôm đó được đón khao đao hay là cuối đếm năm ngược. Đó, tiệc cuối năm mới. Đó. Ăn bánh tráng nướng, con gái người ta có những cái tỉ mỉ tinh vi lắm mà nhiều khi anh không có để ý đâu. Tiếc quá. Bây giờ chúng ta còn một câu chữ và một câu hình. Thì con muốn chữ hay hình nè? Dạ, chữ. Đó, thấy không? Rồi, từ nãy giờ là hỏi về sở thích của bé. Bây giờ chúng ta sẽ qua sở thích của bố nè. Món nước là cái thức uống đó mà bố con thích là nước gì? Mời viết ạ. Để không biết là có hiểu bố không nè. Em không biết đáp án này là được không ạ? Rồi, 1, 2, 3 với bạn.
Coca-Cola, bên kia con là rượu. Thường mà mình không có thích uống rượu lắm, vì công việc thì uống, chứ còn chắc là bé sinh hoạt hàng ngày hay là đi ăn tiệc gia đình thì vẫn uống Coca. Nước ngọt Coca-Cola, uống rượu là hay cụm ly cho vui. Không sao hết. Thì bây giờ tới câu cuối cùng là câu hỏi hình. Bây giờ thì bố sẽ vẽ để mà cho bé An đoán nha. Câu hỏi cuối cùng hình dành cho bố Phúc và bé An có nội dung như sau. Đây là nhân vật hoạt hình tên gì? Con đã từng coi phim hoạt hình nào rồi nè? Dạ, Doraemon. Rồi. Tom Jerry. Tom Jerry. Dạ, nhiều lắm con không nhớ. Nhiều lắm hả? Có một nhân vật nữa cũng rất là dễ thương mà, hay giống như kiểu như có cũng có phép thuật mà. Mình cũng có một cái trò chơi về cái nhân vật này luôn. Có một trò chơi nhân vật này luôn hả? Cái này không biết hỏi bố nè, bé đã từng coi phim hình có nhân vật này chưa? Có chưa anh? Nếu coi rồi thì có thể là con sẽ đoán được đó. Mình còn 5 giây ạ. 5, 4, 3, 2, 1. Nhân vật gì? Dạ Pikachu. Đó là Pikachu. Chính xác Pikachu. Hay luôn. Và với đáp án chính xác này thì hai bố con đã có thêm được 1 điểm nữa. Vậy thì tổng cộng lại trải qua 5 câu hỏi cả hình và chữ thì không biết là hai bố con đã được bao nhiêu điểm rồi anh Phúc? Dạ 3 điểm. 3 điểm. Chúc mừng cho hai bố con. Và kính thưa quý vị khán giả. Khoan cô Lan. Hỏi gì nữa? Bé An có muốn món quà gì không? Hỏi cho bé An xin. Trời ơi, quên quên rồi. Tại sao không này rồi. Vậy thì thôi, sẵn anh đòi giùm em luôn. Đúng rồi. Anh vòi không phải đó là mình vòi vĩnh thôi. Bố Phúc ơi, bé An đang có một ước mơ, có một món quà sau chương trình này. Bố Phúc phải lắng nghe nhé. Xin mời bé An, con ước đi nào. Sau chương trình này thì con muốn bố nấu bánh xèo ăn tiếp. Bố nấu bánh xèo ăn tiếp. Rồi, rất là dễ thương, rất đáng yêu. Và chúc mừng hai bố con đã giành được 3 điểm cho phần tâm ý tinh thông. Và kính thưa quý vị khán giả, tiếp theo chương trình chúng ta hãy cùng đến với vòng 3 được mang tên Bữa ăn yêu thương. Lúc này đây thì cả hai bố Phúc và bố Hoàng đang đến với phòng rất là căng thẳng cũng như quyết định số điểm xem hôm nay ai sẽ là người chiến thắng của bố là tất cả. Và với vòng này thì cô Lan đang cầm một cái hộp xinh xắn kia là gì vậy cô Lan? Dạ, trong cái chiếc hộp này thì sẽ có rất là nhiều món ăn. Và bây giờ hai bé sẽ cùng quánh tù xì với nhau. Ai thắng thì sẽ bốc một cái lá phiếu trong đây. Ra món nào thì hai bố phải nấu món đó à. Nhưng mà không có gì phải căng thẳng hết trơn á. Hôm nay ta tới đây là ta nấu đồ ăn. Đúng. Nấu những cái món ăn rất là ngon và đầy cái tình cảm. Có cái tình cảm trong đó để cho các bé đó là bé Huy và lại bé An. Chứ đâu làm gì đâu căng thẳng. Chấm điểm cô Lan, chấm điểm là phải căng thẳng chứ. Nhưng mà vấn đề là chỉ cần các bé ăn ngon là được. Mà từ nãy giờ các bé giới thiệu các bố là nó quá ngon. Cho nên hôm nay hai MC rất mong sẽ được thưởng thức ké ạ. Đúng. Bây giờ hai con hãy quảnh tù xì, ai thắng sẽ bốc cái lá phiếu trong đây nha. Quảnh tù xì, tù xì, tù xì, tới sáng là tù xì. Rồi, mời bé An. Bốc cái món gì nè? Dạ, mì xào bò. Mì xào bò. Không biết là hai bố đã từng nấu món này chưa ạ? Em hỏi bố Hoàng trước. Món này mình cũng có nấu rồi. Có nấu rồi, còn bố Phúc thì sao? Cũng có nấu rồi. Có nấu rồi, nhưng mà không biết là ở nhà mình nấu không biết làm sao. Đó, nhiều khi nấu là ăn quen, nhưng hôm nay đến chương trình tâm lý hồi hộp. Thấy nụ cười gượng lắm, nụ cười gượng lắm. Tâm lý hồi hộp đó. Không biết có là chật chuột gì không? Hay là nhiều khi hôm nay là ở nhà nấu ăn là bình thường, bữa nay tới đây là dốc hết tâm tư tình cảm rồi cho con của mình, nhiều khi nấu xuất thần hơn. Đúng. Đó. Và bây giờ xin mời hai bố hãy cùng bước về vị trí bếp của mình đi ạ. An ơi. Dạ. Con nghĩ là hôm nay bố con sẽ nấu món này như thế nào? Dạ, con nghĩ bố nấu ngon. Nấu ngon. Còn Huy? Dạ, con nghĩ bố nấu là tuyệt vời. Wow, thấy chưa? Tại sao em lại hỏi các bé? Em cố tình hỏi các bé để có thể làm cho hai bố căng thẳng hơn. Từ nãy giờ khen quá, đó, bố sẽ áp lực hơn. Kỳ cục vậy, cũng làm cho hai bố ra thư giãn làm hai bố căng thẳng hơn. Đâu có, thì đó, đang nấu ngon chết rồi. Giờ con mình khen quá, giờ nấu chật chuột, kiểu lỡ khi nêm lộn đường với muối đâu đó. Các bố nghĩ kỹ nha, tại này là các bé ăn đấy ạ. À. Và bây giờ, hai bố sẽ có 30 phút để có thể hoàn thành xong món mì xà bò. 30 phút bắt đầu.
Thưa quý vị, như vậy là lúc này đây thì các bố đã nấu xong và không biết cái nào là của bố Phúc, cái nào là của bố Hoàng. Cho nên là hai bé đang hơi băn khoăn một tí xíu, nhưng mà bây giờ thơm quá. Dạ. Tới giờ ăn rồi tụi con ơi. Và em nghĩ là dù cho là bố Phúc hay bố Hoàng thì cũng đã cố gắng nấu hết sức rồi. Và chắc chắn hai dĩa này em nhìn cái mùi rất là thơm, chắc chắn rất là ngon. Thì bây giờ bé An và bé Huy, hai con sẽ cùng thưởng thức lần lượt từng đĩa. Dạ. Nếu như mà tụi con cảm thấy bên nào ngon hơn, tụi con cho bên đó 2 điểm. Dạ. Còn bên nào không ngon bằng thì cho 1 điểm. Bây giờ hai đứa con muốn thử bên nào trước nè. Dạ, thử một bên, từng bên trước. Bên nào? Dạ, bên này. Bên này luôn. Rồi, tụi con rồi. Cùng thử luôn nha. Đây, để cô Lan sẽ giúp con nha. Dạ. Ngon quá cô Lan. Cái món này chú Phúc cũng thích ăn đó cô Lan. Món mì á cô Lan. Trời ơi. Nhưng mà hôm nay nhân vật chính là các bé. Các bé nha. Đây, sẽ cái mì cô Lan kéo xuống dùng, chú Phúc nó dính chùm luôn nè. Đây nè. Đó. Chút xíu thôi, để cho hai bé còn thử hai bên nữa, đúng không nè. Rồi. Để cái tay ra đây nè. Đó. Rồi. Đây, cô Lan mời con. Dạ, con mình cảm ơn cô Lan. Mình ăn chút xíu xì dầu không? Dạ, cảm ơn chú Phúc. Dạ. Hai bố nấu vừa nhớ tới hai dĩa lận mà sao anh Phúc anh lấy nhiều quá vậy, để cho bé thưởng thức từ từ thì đó thôi. Đang bé ăn cũng ăn từ từ chút xíu thôi mà để thử mà. Đúng nếu rồi. Bên kia nữa. Mình ăn thử miếng thịt bò nè, xem là bố là làm nó có mềm không, hay là có dai không, hay là thịt bò đã được ướp gia vị là vừa chưa, có bị lạc quá không, hay là có bị đậm quá hay không. Có khát nước thì mình uống miếng nước nha. Rồi, mình sẽ tạm thời mình chấm điểm, mình ngưng tới đây ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng thưởng thức cái dĩa bên đây nha. Dạ. Sau đó mình ăn thì mình sẽ cảm nhận được là đó có phải là của bố mình nấu không. Dạ. Hay là mình ngon quá, hai dĩa ngon bằng nhau cho nên là mình không biết chấm như thế nào. Thịt bò đây, thịt bò bên này. Ngon quá cô Lan ơi. Đây, có thịt cho con. Thịt luôn nha, con ăn thịt nè. Thêm thịt, ăn thịt bò nhiều là tốt nè. Bổ máu đúng không anh hả? Nhiều chất sắt bổ máu. Đúng rồi. Trời. Bên đây là ăn hết luôn. Bên đây ăn từ từ nhưng mà cũng thấy là ngon. Cái thịt bò không biết với bố làm sao mềm. Em nghĩ là chắc là đồ ăn ở chương trình tươi. Ăn những cái thực phẩm là tươi, ngon. Đó, cho nên là nấu thịt bò với lại các bố cũng rất là kỹ. Thịt bò nếu mà nấu lâu quá thì nó sẽ bị dai, mà nó mà nhanh quá thì nó sẽ bị tái. Nhiều khi các bé còn nhỏ thì các bố sẽ không có làm cho nó bị tái quá, rồi vừa chín tới. Đúng rồi. Ăn thịt bò mềm tan trong miệng. Xong chưa nè? Dạ rồi. Bây giờ sau khi mà con đã thưởng thức hai dĩa mì xào bò rồi, dạ, con cảm nhận là bên nào sẽ ngon hơn? Dạ, con cảm nhận là bên này sẽ ngon hơn. Bên này ngon hơn, hay là con sẽ cho bên đây 2 điểm? Dạ, 2 điểm. Bên đây là 1 điểm đúng không nè? Rồi, bé An, sau khi con ăn 2 dĩa mì xào bò, con thấy bên nào là nó hợp với khẩu vị của con hơn? Dạ, bên này. Bên này hợp khẩu vị con hơn, bên đây con cho? Dạ, cho 2 điểm. Bên đây là 1 điểm. 1 điểm, rồi. Vậy là chúng ta đã có kết quả của 2 dĩa mì này. Bây giờ cô Lan và chú Phúc sẽ cùng hai con chúng ta sẽ lật cái bảng này để xem bên nào là của bố Hoàng và bên nào của bố Phúc nha. Dạ. Rồi, bảng là 1, 3, 2, 1. Lật bảng. Bên đây là của bố Hoàng nè. Bây giờ bố Phúc ở bên kia. Có nghĩa là cái món bên đây là bố của Phúc bố Phúc điểm. Nè, bố Phúc, còn bên đây là của bố Hoàng. Đó, là dĩa bên đây là của bố con nè. Dạ. Có nghĩa là hai bé đã được phát hiện ra dĩa nào là dĩa của bố mình. Nhưng mà nếu như mà mình nói công tâm nhất thì hôm nay các con thấy là hai dĩa mì này là gia vị là vừa ăn, không có bị mặn hay lạc quá không? Dạ không. Không bị lạc quá. Dạ, vừa ăn. Vừa ăn thôi. Cái bé là nói cái thật. Này là hơi bị lạc quá chú ơi. Cái này hơi bị lạc. Là bố con nấu đó. Làm mì hơi là hơi bị lạc. Tại vì con hơi ăn mặn. Bé sẽ ăn mặn. Đâu có sao, có nghĩa là hôm nay nhờ bố nấu vậy thì bố sẽ biết thêm cái khẩu vị của bé. Bố là nêm nếm có nghĩa là bình thường là ăn bò kho cái gia vị nó khác, nhưng mà riêng cái mì xào bò thì bé lại thích ăn đậm đà hơn. Hoặc là có thể hôm nay là bố thấy chưa, em nói mà hồi nãy không, ở nhà nấu rất ngon, nhiều khi lên hơi hồi hộp đó. Mình cho mình sợ là nhiều khi cho nhiều quá gia vị nó mặn, sợ con mình ăn không được. Nhưng mà nhiều khi bé lại thích gia vị như vậy thì chắc chắn là bố sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng mà hôm nay đây chính là cái phần mà tâm tư tình cảm bố dành hết cho con đó. Rất là đẹp, trang trí rất là đẹp. Đúng mà rồi. Làm hơi lạc lạc chứ không? Rồi, không sao, bây giờ mời tụi con sẽ bước ra đây và mời hai bố trở lại với bố là tất cả nào. Xin mời. We'll be right back.
như vậy cả hai bố Phúc và bố Hoàng cùng với cả hai bé là bé An và bé Huy đã hoàn thành xuất sắc các vòng chơi của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn hai bố và chúc mừng hai bố rất nhiều. Và sau khi tổng điểm của hai phòng thi thì bố Hoàng và bé Huy đã có được 6 điểm, còn bố Phúc và bé An may mắn hơn tí xíu là được 7 điểm. Vậy thì ngày hôm nay đến với Bố Là Tất Cả thì xin chúc mừng bố Phúc và bé An ạ. Chúc mừng. Và với phần thắng này thì chương trình Bố Là Tất Cả xin gửi một phần thưởng, đó là 5 triệu đồng tới gia đình của bố Phúc và bé An. Và bên cạnh đó thì nhãn hàng ba lô túi sách vali cao cấp Sacos cũng có 2 voucher, mỗi voucher trị giá 1 triệu đồng dành cho bố Phúc và bé An, như bố Hoàng và bé Huy. Chúc mừng nha. Chưa hết. Ở đây còn 2 chú gấu rất là dễ thương và đáng yêu. Và khi mà tụi con ngồi, lúc đầu tụi con ôm đó nhớ không? Bây giờ khi bước vào dưới chương trình, tụi con sẽ được nhận thêm 2 chú gấu đó nữa luôn. Yeah. Không biết là cảm xúc của con như thế nào Huy ơi? Dạ rất là vui. Và ngày hôm nay mình cũng đã được trải qua được những cái vòng chơi rất là dễ thương đáng yêu của chương trình. Thì qua đó con nghĩ là con sẽ thấu hiểu bố được thêm bao nhiêu phần trăm nữa nè? Dạ thêm 10%. Và hôm nay trong mắt con, bố của con như thế nào? Dạ rất là vui. Rất là vui. Và cô Lan để ý là khi nãy khi mà nấu xong là bố con là còn lắm tấm mồ hôi nữa đó. Dạ. Bởi vậy khi mà về nhà là nhớ phải thương bố nhiều hơn nghe không? Dạ. Và bé An ơi, hôm nay cô công chúa chúng ta lại may mắn và giành được giải thưởng của chương trình. Cảm xúc con như thế nào? Dạ con cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Bây giờ con có muốn có lời gì muốn nói với bố của con không? Nhìn bố nè. Dạ con cảm ơn bố vì đã chăm sóc con trong 8 năm qua. Wow. Con tặng bố một nụ hôn được không? Còn thiếu nữa. Và trong những năm về sau, bố hãy nhớ luôn luôn chăm sóc con nữa nha. Được không? Dạ, không biết bố Phúc Hoàng cảm xúc của anh hiện giờ như thế nào ạ? Hôm nay đến chương trình là rất là vui, được giao lưu và được cảm nhận được cái tình cảm của con. Và xin chúc chương trình là luôn luôn thành công. Dạ, em hy vọng là biết là công việc của chúng ta khá là nhiều, nhưng mà hy vọng là nếu có thời gian rảnh thì anh hãy dành nhiều thời gian cho bé An hơn nữa nha. Dạ, còn bố Hoàng thì như thế nào ạ? Thì hôm nay đến với chương trình thì cảm thấy lúc đầu thì có hồi hộp, nhưng mà sau thì cảm thấy rất là tự tin và vui khi con mình cảm thấy vui là Và hôm nay em thấy bé Huy là một bé rất là khấu khỉnh, rất là lanh lợi mà và đáng yêu luôn. Trưởng thành hơn rất là nhiều cô Lan. Sau khi tham gia một chương trình ngày hôm nay thì các bé đã trưởng thành hơn, yêu bố và hiểu hơn công việc của các bố mỗi ngày nhiều hơn. Và em hy vọng chương trình Bố Là Tất Cả sẽ là những cái kỷ niệm rất đáng yêu mà sau này khi hai bé lớn lên, hai bé coi lại thì thấy đó là những cái kỷ niệm mà mình đã từng trải qua với bố. Và chúc cho gia đình hai chị luôn luôn có nhiều sức khỏe ạ. Xin cảm ơn chương trình. Và kính thưa quý vị khán giả, thời lượng phát sóng của chương trình Bố Là Tất Cả cũng đã hết rồi. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng ba lô vali túi sách Sacos đồng hành cùng với chương trình này. Cảm ơn các bố các bé rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình Bố Là Tất Cả kỳ sau. Xin chào.